sa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo. Phật bảo là đấng tồn tri diệu giác vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, đã diệt tận vô minh và phiền não. Pháp bảo là những phương lương diệu dược có công năng trị lành những căn bệnh phiền não của chúng sanh. Tăng bảo là phước điện của chúng sanh, do nhờ qua lực tán dương đức Tam Bảo gia hộ cho chư đại đức tăng, quý cô tu nữ, toàn thể Phật chư Phật tử năm điều hạnh phúc là sắc tốt, an vui, sức mạnh, sống lâu, có trí tuệ sáng suốt để tinh tấn tu hành, đoạn tận khổ u, thành tựu chánh trí, cho ngộ niết bàn. Đồng điều nhau ca thể Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 5 tháng 11 dương lịch năm 2024, nhằm ngày 5 tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn, Phật lịch 2568. Hôm qua là chúng ta nói bài Tứ Diệu Đế, nhưng mà chúng ta chỉ nói có hai thôi. Hôm nay chắc là chúng ta sẽ nói thêm hai phần nữa cho hết. Thứ nhất là Khổ Đế, Lúc Khá Sách Chá. Thứ hai là Tập Đế, Samudaya Sách Chá. Thứ ba là Nirodha Sách Chá. Thứ tư là Magga Sách Chá. Cái người tu hành đó là phải hiểu, tìm hiểu bốn cái này. Trong kinh nói về bài này, Tứ Thánh Đế là cái sự giác ngộ các bậc thánh về khổ tập diệt đạo. Còn chúng ta là cái người tu hành là chúng ta phải hiểu mấy cái này chúng ta mới tu được. Nếu như mà chúng ta không hiểu, không tìm hiểu về Tứ Diệu Đế là chúng ta không có tu được. Trước khi thiết thêm hai cái phần sau á, là Diệt Đế và Đạo Đế, thì sư sẽ điểm sơ qua cái bài kinh này đó. Cái bài Tứ Diệu Đế này là phần 2 của cái bài kinh Chuyển Pháp Luân. Đây là một cái bài pháp đầu tiên Đức Phật thuyết pháp tại Ý Xí Ta Ná Vườn Hưu á. Đó mà phần đầu thì Ngài nói hai cực đoan, Ngài nói về Tứ Diệu Đế, là thiết cho năm anh em Kiều Trần Như. Thì Ngài nói cái người tu hành phải tránh ra hai cái phương pháp tu mà không có đem lại cái sự lợi ích cho cái bậc xuất gia. Cái đó là lợi dưỡng và khổ hạnh. Lợi dưỡng có nghĩa là sao? Nhưng mà lợi dưỡng là mình cũng phải phân biệt cái nào là lợi dưỡng mà cái nào là duy trì đời sống để tu. Quý vị mà không khéo là vì sự lẫn lộn, khó tu lắm. Lợi dưỡng có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta đắm nhiễm, chúng ta thích rất là nhiều thứ bằng cái tâm tham thì chúng ta sẽ không bao giờ thu được. Thế Đức Phật nói rằng là cái lợi dưỡng này đó là tham dục, là cái pháp hèn hạ, cái pháp thô tục, mà nó là tâm tham. Mà tâm tham thì mình thấy rồi đó, trí tuệ không có sanh. Nên là theo cái bậc xuất gia là phải tránh. Chẳng hạn ví dụ, mà cái lợi dưỡng này thường thường á là cái người có cái phước vật nó nhiều. Phước vật thì ví dụ gì là bây giờ hiểu à? Ví dụ như hai người đi tu mà vô trong chùa, một người là có tiền là có phước vật đó. Phước vật cái này là cái quả, biết không? Họ vô chùa, họ cất nhà, cất cốc, cất liêu, mua xe, mua cộ, bắt đầu họ tu. Cái đây là cái phước quả, nhưng mà họ không khéo á thì họ đắm nhiễm vô đó. Như vậy là cái đây là cái quả tốt, nhưng mà họ đắm nhiễm vô đó là cái nhân xấu. Không biết, cứ thấy mình là ngon, mình là hay, mình là giỏi, mình có tiền, kiêu căng ngã mạn nữa. Thì coi chừng, một cái thì mình nhận được cái quả tốt, cái thứ hai đó là mình gieo lại cái nhân xấu. Đa số những cái người họ sống lợi dưỡng là họ có cái quả tốt nhiều. Còn cái người mà có cái quả xấu á, vô chùa ăn còn không có ăn là có đầu lợi dưỡng. Ăn toàn rau không, mì gói không, lợi dưỡng đầu ra. Nhưng mà cái đó không khéo thì nó đi qua cái phương pháp khổ hạnh. Thì cái người tu tập phải tránh cái điều kiện đó. Nếu như mà mình là có trí tuệ đó, mình là người hành giả hay là mình tu đó, thì mình hiểu cái này là phước quả. Mình
vô mình có nhà, có cửa, có xe, có cổ, có tiền, có bạc, thì cái đó là cái phước vật. Nhưng mà mình vẫn sử dụng cái đó mình làm cái phương tiện để mình tu hành. Mình luôn luôn mình nghĩ rằng là đây là quả phước mà mình có, thì mình lấy cái quả phước này mình làm cái phương tiện để mình tu hành, thì cái này được nè. Mình ăn, mình tránh những cái thức ăn không tốt, những cái thức ăn nó gây bệnh. Mình ăn những cái thức ăn nào mà khi mình ăn vô cơ thể mình cảm thấy rất là nhẹ nhàng, thoải mái, thì mình duy trì được cái đời sống để mình tu hành. Mình phải phân biệt cho rõ ràng cái nào là lợi dưỡng, cái nào là duy trì đời sống để tu hành, thì cái đó mới được. Đừng có lẫn lộn nha, lẫn lộn là chết. Lẫn lộn là mệt lắm. Không nên lẫn lộn. Vì thấy ở trong hôm nào mà có dịp rảnh cho thiết về tứ thực. Tứ thực là có bốn loại thức ăn á, đoàn thực, xúc thực, thức thực và tư niệm thực. Cái bài này nó cũng nói về rất là hay, nói về thức ăn vật chất và tinh thần. Ăn như thế nào, thức ăn nếu mà mình ăn về thức ăn vật chất, mà mình ăn những cái thức ăn mình bả đâu ăn đó, mà đụng đâu mình ăn đó, cái gì mình cũng nạp vô cơ thể mình hết, thì mình ăn toàn thức ăn dơ, thức ăn bẩn không. Thức ăn này ăn vô cơ thể mình sẽ gây bệnh. Đoàn thực mà đoàn thực xấu. Còn thí dụ thức ăn được chọn lọc, thức ăn tương đối được, thì mình ăn vô cái cơ thể mình thấy mình không có bị bệnh, không có bị tiêu chảy, không có bị chóng mặt, không bị nhức đầu. Một cái gọi là đoàn thực là bánh trái, cơm, nước, tất cả những cái hoa quả đồ mình ăn vô, thì nó, khi mình đưa vô cơ thể mình thì cái chất này nó sẽ chuyển hóa thành một cái chất ô xá. Thì cái đó là nó gọi là cái chất bổ dưỡng, cái chất vitamin, những cái khoáng chất để nó nuôi cơ thể của sắc pháp, thì gọi là đoàn thực. Hay là xúc thực, tức thực, tinh thực. Thì ba món ăn này nó thuộc về tinh thần. Cái sự tiếp xúc, cái sự suy nghĩ, là cái sự cố ý nào mà bất thiện, tham sân si, thì cái đó là loại thức ăn có độc. Mình sẽ buồn phiền, mình sẽ sầu não, mình sẽ đau bệnh về mặt tinh thần. Còn cái thức ăn nào từ tiếp xúc, suy nghĩ, cố ý mà mình luôn luôn mình khởi lên những cái thiện tâm, khởi lên một cái tâm trong sạch, một cái tâm mát mẻ, một cái tâm yên tĩnh, thì đều gọi là thức ăn tinh thần và loại thức ăn tốt. Cái đây là sư điểm sơ qua thôi, để khi nào mà có thời gian thì sư sẽ phân tích từng cái. Thì nói tóm lại, cái người ai tu khổ hạnh bằng Đức Phật, nhưng mà cuối cùng Ngài xác nhận rằng là con đường này không có đưa đến đạo quả, không đưa đến sự giác ngộ. Bởi vì sao? Bởi vì nó làm cho thân thể nó bị kiệt quệ. Khi mình ăn uống, mình không có ăn uống gì hết trơn, mình làm cho cái cơ thể của mình nó kiệt quệ, nó kiệt sức. Mà trí tuệ nó sẽ không bao giờ nó sanh trên một cái nền tảng mà cái cơ thể nó bị suy nhược như vậy. Và cái câu chuyện này ở tại Phước Sơn này cũng có nhiều trường hợp, và sư cũng đã từng tiếp xúc, từng gặp. Và những cái người đó cũng là bạn sư, không ai trơn á. Khi mà mới vô chùa tu đó, cách đây cũng 20 năm rồi, thì cái vị đó là thấy rất là quan hỷ với cái thiền tập. Từ một cái người ở ngoài đời mà lặn lội đi vô tu tập thì thấy rằng là một cái phương pháp mà đem lại cho thân tâm của mình đã an lạc như vậy á, nó không vướng bận cái gì hết á, thì cái người này rất là quan hỷ. Rồi vị này là cái vấn đề mà không có tìm hiểu rõ ràng, không có nghiên cứu và cũng không có học giáo lý, nó cứ tự mình hành. Thì bắt đầu cuối cùng vị này không có nghĩ đến gì ăn uống, chỉ ăn gói mì gói, mà tới chừng khi mà xả thiền ra là bể mì gói khô ăn cũng được, không cần thiết. Qua một thời gian, một năm sau, bắt đầu vị này không hành thiền được nữa. Bắt đầu cơ thể nó suy nhược, cả tha gan, cả thận. Tôi nói bây giờ cái mặt của cái vị đó hơn, tôi nói nó nổi cục luôn. Nó nổi mà nó sần sượng, nó không có dinh dưỡng. Rồi phải đi bệnh viện, đi hết bệnh viện này tới bệnh viện khác. Bây giờ nó suy nhược toàn thân luôn á. Là do một cái quá trình lâu nó bị thiếu nước, thiếu thức ăn. Tất cả toàn bộ là suy hết luôn. Phải chữa mấy năm trời luôn. Nhưng mà vị đó bên đây cũng hoàn tục rồi. Tu hành đâu có phải dễ quý vị. Cân bằng được sức khỏe cũng đã một cái vấn đề rồi, chứ không phải đơn giản. Tu hành mà mình tu khổ hạnh quá đó, mình ăn uống, mình nhịn đói nhịn khác đó, thì cái cơ thể mình nó lâu ngày bắt đầu nó sanh bệnh. Thế mà mưa trời trở gió chút là bắt đầu mình ho, mưa trời trở chút là bắt đầu mình cảm thấy mình mệt. Rồi sao không ngồi thiền? Lúc đó mình muốn nằm không mà, chứ không học một bài kinh học không vô, đi kinh hành cũng không nỡ, muốn nằm không mà. Như vậy thì cái đời sống tu hành là một cái đời sống phải biết cân bằng, là giữa thể chất và tinh thần. Tinh thần của chúng ta nó được minh mẫn thì do nó nương vào thể chất một phần. Cơ thể của chúng ta được mạnh khỏe thì tinh thần của chúng ta rất là minh mẫn. Nếu mà chúng ta có tu hành phối hợp cả thể chất và tinh thần, chứ không phải đơn giản. Những cái thứ đó là sẽ đã từng trải hết rồi. Ngày xưa cũng vậy đó, sẽ không có màng tới vấn đề ăn uống gì trơn, sẽ ăn cái gì cũng được hết.
Mà qua một thời gian mình biết bệnh viện nào ở Sài Gòn Sơn cũng đi hết trơn á. Nó bệnh là nó bệnh thấu xương luôn. Về là tôi không đỡ, ngồi chút xíu là nó mệt muốn nằm không à. Mình nó ốm, mình nó còn da bọc lấy xương không à. Học kinh không vô nữa, ngồi thiền không được nữa. Là những cái năm tháng đó là sau khi mà qua trải một thời gian là sẽ đi chạy bệnh không à. Chuyện nước, chuyện đạm, chuyện đuối hết trơn á. Nó cứ đau nửa đầu. Nó bị suy nhược lâu ngày rồi. Một hai tháng thì mình không thấy nó bệnh đâu. Nhưng mà 2-3 năm là mình sẽ thấy mình sẽ thấy nó bệnh kinh khủng bệnh luôn. Tôi nói không thể nào mình tưởng tượng được. Có nửa tháng là hai cái trái thận là nó làm cho hai cái cục sạn bự vậy nè. Nó đau muốn chết luôn. Nó đi vô phải bắn sạn, bắn thỏi rồi uống thuốc tây thật là mạnh để nó phá hai cái cục sạn ra. Rồi về nhà cái nửa tháng sau nó kết sỏi lại. Không uống nước, sinh hoạt không có điều đặn, không tập thể dục. Nó không ăn uống sinh hoạt nó không có khoa học, thành thử nó bệnh, mà nó bệnh là khỏi tu luôn. Đó là cái điều đó chúng ta phải cần thiết, nên thử ra phải cân bằng được thể chất và tinh thần trong đời sống tu hành, tránh đi hai cái phương pháp, một cái là lợi dưỡng, muốn gì được đó chiều theo cái tâm tham, thấy gia đình mình khá giả muốn gì được đó, mình làm nô lệ cho cái lòng tham, cùng mình tu hành đó mình cố gắng mình nhịn ăn nhịn uống, mình không có chịu ăn uống, mình không uống nước không đồ, mình làm cho cái thực cơ thể của mình nó suy kiệt. Thì Đức Phật nói rằng là đây là hai phương pháp bậc xuất gia cần nên phải tránh, phải đi con đường trung đạo, là không có thiên lệch trong hai cái phương pháp đó. Ăn uống bình thường, sinh hoạt bình thường, tu thiền cũng vậy. Thiền quán thì không thể ngồi lâu được, đi đứng nằm ngồi phải thay đổi quay nghi cho máu huyết nó lưu thông. Đó, thành thử ra cái đó là phải cần tìm hiểu và nghiên cứu đó, chứ không phải đơn giản. Đó, sư nói sơ qua thì cái bài Kinh Tứ Diệu Đế này thì thiết sâu cái phần đó. Sau khi mà bắt đầu ngày thiết xong hai cực đoan, nó bắt đầu ngày giới thiệu Tứ Diệu Đế. Mà cái hôm qua sư nói hai cái đầu tiên là khổ và tập. Cái bây giờ là cái diệt đế mà nó chính xác đó là Niết Bàn. Nó là Niết Bàn. Nhưng mà khi mà một vị mà tu tập đầy đủ duyên lành đó, lần đầu tiên tâm của vị đó hướng đến, tâm đạo của vị đó hướng đến cảnh Niết Bàn, thì đó là hướng đến Niết Bàn lần đầu tiên. Khi mà hướng đến Niết Bàn lần đầu tiên đó thì gọi là sơ đạo sơ quả. Thì cái vị đó cắt đứt ba cái đạn dây phiền não, là nói chung ra là trong Nguyên Diệu Pháp giải thích là 12 tâm bất thiện, là vị đó bỏ hết bốn tâm tham mà nó hợp với tà kiến, một tâm si hoài nghi. Như vậy thì chúng ta còn phàm là chúng ta xài đủ 12 tâm bất thiện, 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si. Nhưng mà lọt vào dòng thánh đầu tiên nhất, tâm đạo sanh khởi bắt cảnh Niết Bàn, thì vị đó cắt đứt 4-5 cái tâm bất thiện đó, chỉ còn lại 7 cái thôi. Thì trong cái dòng tâm đắc chứng đó, thì thí dụ vị đó đắc sơ đạo thì vị đó đắc sơ quả liền, hay đắc đạo đắc quả liền, không có chờ ngày giờ. Nhưng mà vị đó mới mà ngưng lại từng đạo quả đó, không có đắc nữa, mà cho tới một tháng, một năm hay là vài năm sau thì vị đó chứng thêm 3 từng đạo quả nữa, thì vị đó sẽ chứng A-la-hán trong kiếp hiện tại đó, thì được gọi là Niết Bàn, mà Niết Bàn hữu dư. Khi vị này đã trở thành thánh tứ quả rồi, nhưng mà thân của quý vị này vẫn còn sinh hoạt, vẫn còn cảm nhận được cái bệnh đau, vẫn còn cảm nhận được cái sự tác động của quả. Chẳng hạn như bệnh đau hay là thí dụ không có đủ ăn thì nó cũng gây lên cái thân thức thọ khổ cho cái vị thánh tứ quả đó. Nhưng mà chỉ là thân thức thọ khổ thôi, tâm sân, thọ ưu thì không có. Tại vì 12 tâm bất thiện đó là bậc tứ quả, nó cắt trừ hết, diệt hết là không còn nữa. Nó chỉ tác động tới cái thân thôi. Thì sau kiếp sống đó thì vị này chết, không còn tái sanh nữa, thì được gọi là Niết Bàn. Mà Niết Bàn vô vi, không còn gì hết, đó là giải thoát tuyệt đối. Và chúng ta tu tập chúng ta sẽ đi đến đó, nếu mà đi đúng đường. Hay còn tái sanh lại thì còn khổ đó. Thì đó là cái lần đầu tiên mà chứng Niết Bàn. Thì nếu mà vị này không chứng thêm A-la-hán nữa đó, thì trong dòng sanh tử luân hồi thì vị đó đi không có tới, không quá 7 kiếp thì sẽ chứng tới A-la-hán. Như vậy thì cái quả đầu tiên rất là khó, 3 quả sau dễ. Tại sao? 3 quả sau là có quy định thời gian. Chẳng hạn như bậc đạo quả thứ hai được gọi là Nhất Lai đó, thì vị đó sanh về cõi dục một lần nữa thôi.
là từng đạo quả thứ hai thì làm cho cái phiền não này nó giảm nhẹ cường độ của cái tâm sân và ái dục. Đó là bậc đạo quả thứ hai. Thì chỉ sanh lại một cõi dục một lần nữa thôi là chứng được A-la-hán luôn. Thì bắt đầu tới từng đạo quả thứ ba đó thì hai cái tâm sân nó mới cắt luôn, bứng gốc luôn, không còn nữa. Với cái tâm ái dục là cắt luôn. Thì cái từng đạo quả thứ ba này sau khi mà quỷ đó đó chưa chứng tới A-la-hán mà mới chỉ chứng tới đạo quả thứ ba thôi, vị đó chết đó, thì vị đó sẽ sanh về cõi Phạm Thiên. Rồi ở trên đó đó, nếu mà đắc ngũ thiền thì sanh tới cõi Phạm Thiên ngũ tịnh cư, thì ở trên đó là tu tập chứng A-la-hán luôn, chứ không có trở về lại cõi dục nữa đó. Thì nếu mà muốn giác ngộ thì phải đi qua bốn từng đạo quả, mà muốn đi qua bốn từng đạo quả thì khởi đầu phải là tứ niệm xứ. Phải hiểu được như thế nào là khổ, hiểu được như thế nào là nguyên nhân sanh ra sự khổ đó, rồi phải hiểu như thế nào con đường tu tập để thoát khổ, rồi phải hiểu như thế nào là diệt khổ, đoạn trừ tham ái, là đây là một cái phương pháp tu tập mà cứu cánh tối hậu của Phật giáo, là nó đi xuyên qua vấn đề mà trí tuệ thực hành không mà, chứ không phải đi cúng đi tụng đi niệm. Đi cúng đi tụng đi niệm cái đó là một cái phương thức của thế gian thôi, một cái sự sinh hoạt về nghi thức thôi. Còn nếu mà nói đi sâu vô vấn đề mà pháp hành thì mấy cái đó không ăn thua gì hết. Niệm đâu có đi lên đi xuống gì được đâu. Mà nếu mình nghiên cứu sâu vô mình thấy là toàn trí tuệ không à. Thì chúng ta trở lại cái bài pháp, chúng ta nói về vấn đề mà diệt đế là niết bàn. Niết bàn thì đó nãy sư giải thích đó, phải đi qua bốn tầng đạo quả. Thường thì mình bắt ở đây là mình còn phạm, mình bắt cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khuyết, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Cảnh sắc là mình thấy nè, cảnh thinh là ta mình nghe nè, là mình buồn thương giận ghét là như cảnh đó. Rồi mình suy nghĩ, mình suy nghĩ thì cảnh pháp của mình đó là cảnh pháp tục đế, cảnh pháp chân đế. Còn niết bàn đó là nó thuộc về cảnh, là cảnh pháp, pháp chân đế, mà chân đế vô vi. Cảnh này là không có tham sân si. Tâm đạo, tâm vào bắt cảnh này. Cảnh này không có tham sân si. Thường mình không có bắt được cảnh này. Mình bắt chỉ là sáu cảnh thôi: sắc, thinh, hương, vị, xúc, buồn, vui, giận, ghét, một phiền não. Năm sau trong sáu cảnh này, ý mình suy nghĩ chuyện tục đế hay là bắt chân đế thì đó là một cảnh pháp. Nhưng mà cảnh pháp của mình á, bắt là cảnh pháp hữu quy. Cảnh pháp là cảnh này nó còn sanh diệt. Cảnh này, cảnh danh pháp á, cảnh tâm nó suy nghĩ á, mình suy nghĩ, mình biết mình suy nghĩ. Cái sự suy nghĩ đó là chân đế và pháp hữu quy. Còn cái vô quy cũng là cảnh pháp. Cảnh pháp là cảnh niết bàn. Cảnh pháp này là tâm bình thường mới bắt được, chỉ có tâm đạo, tâm quả mới bắt được. Tâm đạo, tâm quả bắt được gọi là siêu thế đó. Là siêu thế là vượt ra khỏi thế gian, nó không có liên quan trong cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Gọi là tâm siêu thế là bốn tâm đạo, bốn tâm quả. Còn nói tổng thể của nó là 20 tâm đạo, 20 tâm quả. Nếu từng đạo quả nó có thiền thì mới gọi là sơ thiền, sơ đạo, sơ thiền, sơ đạo nhị thiền, sơ đạo tam thiền, sơ đạo tứ thiền, sơ đạo ngũ thiền. Thì cái sơ đạo sơ thiền đó là nói tới cái vị mà có thiền định và có thiền quán. Còn nói bình thường không, là cái tu vị mà không có tu thiền định đó là sơ đạo nhị đạo tam đạo tứ đạo, sơ quả nhị quả tam quả tứ quả. Đó chị nói nó hẹp ra có 8 thôi. Và chúng ta đi cái hướng tới đó đó. Vì thế nó còn rất là nhiều trong khai, nhưng mà qua những cái bài trình pháp là tôi thấy quý vị còn xa vời lắm. Sư có ghi 4 câu trình pháp nè. 4 câu trình pháp quanh 1, 2, 3, 4. Những cái câu trình pháp này đó thì nó giúp ích cho những cái người hành giả mà chưa có cảm nhận được á, hay là chưa có, hay là từng trải qua rồi mà chưa có nói được á, thì quý vị suy nghĩ cái này quý vị hiểu. Hiểu đúng hiểu sai. Nhưng mà bởi vì sao? Bởi vì này họ trình riêng. Họ trình riêng là họ khó nói ở ngoài đây. Họ chỉ gặp sư, họ chỉ nói với sư thôi. Thì sư mới đem cái này ra, bắt đầu sư giải thích cho quý vị nghe, nghe chung luôn. Nhưng mà bởi vì cái này sư không có tiết lộ cái đó là người nào, nên thành thử ra cái gì mà trình pháp riêng với sư thì cứ yên tâm, sư không có chỉ quý vị đâu. Đừng có lo lắng cái chuyện bí mật của quý vị nó lọt ra ngoài. Chỉ có mình sư quý vị biết, ngoài sư ra thì không ai biết hết quý vị là ai hết. Yên tâm nha. Đừng nói ời lên nha, ời người ta biết á. Mấy cái câu này rất là hay. Trình pháp riêng á chỉ có hai người biết thôi. Nhưng mà
mà hôm nay sẽ cho cả làng biết luôn. Rồi, trong bây giờ hiểu như thế nào là diệt đế rồi phải không? Diệt đế là niết bàn, nó rốt ráo vậy, nó chính xác luôn là niết bàn. Niết bàn thì có hữu dương niết bàn và vô dương niết bàn. Sư đã giải thích rồi, giải thích một cách sơ lược vậy để cho mình nắm. Bây giờ nói tiếp cái tiếp theo là đạo đế nè. Đạo đế nó là con đường đi. Chẳng hạn như bây giờ thí dụ mình từ đây mà mình đi về Sài Gòn thì phải biết cái con đường đó mình đi về nó mới tới. Không thể nào mình đi tới Suối Tiên mà mình nói đây là Sài Gòn được. Mình ghé vô Suối Tiên mà mình chơi trong đó là mình hết đi xuống về Sài Gòn luôn. Cũng như con đường mà Bát Chánh Đạo mình đi nó mới thẳng tới Niết Bàn, mà mình đi nửa chừng mình đi nữa. Hoặc mình tu tập mình dễ vui thì mình không bao giờ mình tới được. Là mình không bao giờ mình giải thoát được. Thế là mình phải đi cho đúng. Thì con đường này nó có 8 chi: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh định và chánh tinh tấn. Thì trong đó vị thấy có chánh niệm không? 8 chi phần. 8 chi phần này thường á mình hành thiền á nó cũng có nhưng mà nó không có đủ. Chẳng hạn như bây giờ ví dụ quý vị hành thiền này là quý vị sử dụng một trong 8 tâm đại thiện quý vị hành. Thì cái này nó gọi là dù nó có trí nhưng mà nó gọi là trí tu tập, nó không có đủ 8 cái đó. Nó không có đủ các chánh đạo. Chẳng hạn như bây giờ ví dụ quý vị ngồi thở vô thở ra thì có đôi khi nó có chánh tinh tấn nè. Không có phóng tâm thì có chánh định nè. Khi mà quý vị tác ý mà giữ giới đó, giới ngăn đó thì nó có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng nè. Nhưng mà nó không có đủ 8 cái. Nó khó có đủ 8 cái lắm. Thì 8 cái này mà nó đồng sanh lên một lượt đó thì nó sanh với tâm đạo. Thì cái sức mạnh của nó mới cắt đứt phiền não. Nên là thử ra cái người bình thường không có đủ. Nên là thử ra bây giờ mình hiểu chánh kiến như thế nào gọi là chánh kiến nè. Thì thường ở trong kinh mô tả là chánh kiến là thấy đúng. Nên mà thấy đúng là thấy cái gì? Thấy đúng cái gì đúng để mình thấy. Nếu mà quý vị muốn hiểu đúng như chánh kiến như cái gì đó thì có một cái câu chuyện này tình hôm qua. Bây giờ nghe cho kỹ nha. Nghe cho kỹ nha, như thế nào là chánh kiến và như thế nào là tà kiến. Thì có một cái cô đó tới cái trình pháp với sư. Thì lúc ban đầu cô trình với sư đó thì cô ca na cúm núm, cô na cúm núm mà cô không dám nói, mà cô nói thì thầm, nói luôn nghe có tiếng được tiếng không, mà cô rất là lo sợ. Cứ sư thấy cái biểu hiện của cô này sư cũng kỳ ta. Cô này cô trình pháp riêng mà cô nói gì không muốn nói, mà nói ra có đôi khi mình cũng không nghe nữa. Đó cái sư mới hỏi là cặp nữa thì sư mới nghe là con xin sám hối. Con xin sám hối. Đó. Cái tôi nói cô bị cái gì mà sám hối? Cô bị cái gì cô nói thiệt đi, cô khai thiệt đi thì sư mới biết đường. Chứ còn cô nói sám hối mà cô nói cái gì sư không nghe. Bây giờ sư bị cái gì cô nói đi. Nói thiệt ra đi, nó quạch tẹt ra đi. Đó, đừng sợ nữa, đừng mất cỡ nữa, nói gì. Nói là dạ con tu hành mà con thấy người nam con thích. Con thích, con mắc cỡ quá, con thấy con tội lỗi quá, con run quá, con sợ quá. Cái này là không có chánh kiến. Đúng không? Chánh kiến là sao? Chánh kiến có nghĩa là tại cô này cô còn tà kiến là bởi cô thấy rằng là tôi với mình, cái tâm này của mình. Hiểu không? Cô đồng quá cái tâm của cổ. Cô đồng quá cổ là cái tâm, mà cái tâm ái dục đó là cô tưởng nó là cổ. Thành thử ra khi mà cô bị tà kiến vậy nó sanh khởi lên, bắt đầu nó làm cho cô bị sợ hãi, cái tâm sân sanh khởi lên. Nó làm cho cái tâm của cổ nó bị chao đảo, nó sợ hãi. Đó, cái đồ là tà kiến, thân kiến, nghĩ rằng là cái tâm này của tôi. Thấy chưa? Mà bậc tu đạo quần thì bỏ cái thân kiến này, mà cái người này thì nghĩ rằng cái tâm này tâm của tôi. Đó, nên thử ra khi mà nó sanh lên vậy thì bắt đầu run sợ, sợ hãi. Mà khủng khiếp quá, nói mình là người tu mà bây giờ mình nhìn mình thấy cái người đó thì tâm ái của mình nó lên. Trời sợ quá, sợ quá. Mà cái sợ này nó ám ảnh hoài. Ám ảnh hoài chứ biết tới bây giờ luôn, mà không biết bao nhiêu giờ mà nó cái tôi hỏi nó có bộc phát ra hoài không, nó ở trong tâm mà. Ở trong tâm mà có gì đâu phải sợ. Đó. Quý vị làm đâu, như quý vị vừa thay đổi cái hình thức của cái người cư sĩ, cái trở thành tu nữa, cái tự nhiên cái tất cả phiền não nó bay hết trơn luôn á. Làm có chuyện đó. Không bao giờ. Đó, không bao giờ có chuyện đó xảy ra đây. Quý vị xuất gia từ người cư sĩ, từ người thế tục á, chuyển qua một cái hình thức của tu nữ hay là của nhà sư thì cái đây nó chỉ chuyển cái y cái áo thôi. Chứ cái tâm nó chưa có chuyển, cái gốc phiền não tham sân si nó vẫn còn. Trong cái đời sống sinh hoạt là mình phải cần tu liên tục, liên tiếp. Để từ từ mình làm cho cái mức độ tham sân si á, nếu mà mình đi đúng pháp thì nó yếu dần, yếu dần, yếu dần. Rồi cái từng sức của nó sanh lên nó càng yếu dần, bắt đầu cuối cùng á là bắt đầu sức mạnh của trí tuệ mới cắt đứt nó luôn. Mà không, cái đó là không biết một ngày, một tháng, một năm, hai năm, ba chục năm, bốn chục năm, hay là hết đời này hay là qua đời khác nữa thì cái đó mới mất.
À, còn cái người mà có chánh kiến á, khi mà cái tâm ái sanh lên á, thì quan sát cái tâm ái đó chỉ là ái thôi. À, cái này là hiểu như thế nào gọi là tập đế. Đó, chánh kiến là hiểu như thế nào tập đế. À, nó chỉ là ái thôi. À, không có tôi trong đây. Quý vị mà còn đưa hình ảnh tôi là ông sư, à, hay là tôi là cô tôi nữa là bởi vì chết với nó. À, tà kiến là ráng chịu á. Nó sợ hãi, nó nghĩ tới là nó run sợ, nó sợ hãi. Cô nói mình là ông sư, mình là cô tu nữ mà bây giờ sao mình như vậy rồi không thể nào tu được luôn. À, sao mọi người hiểu tà kiến chưa? Tà kiến mà thuộc cái thân kiến, à, phải hiểu đúng nó. À, cái này nó chỉ là ái thôi. Ái là nó sanh vậy đó. Là chánh niệm nó, quan sát nó. Nhưng có một điều là đừng có làm theo nó. À, chứ không phải nói nó là tham ái, không phải là tôi cái nó làm. Nó biểu tôi đi làm gì thì cái tôi đi làm cái nấy là không được á. À, hiểu không? Nó là ái, nhưng mà mình cũng phải hiểu rằng là cái tâm ái là tâm bất thiện. Đừng có theo nó, cái nó rủ đi tà giam nó chết luôn á. À, không có được. À, thử rằng biết rằng là nó là ái mà không phải là tôi, không phải là ta. À, ái thì nó có sao? Nó có sanh thì nó phải có gì? Là chánh niệm, là chánh niệm nó hiểu được như thế nào là tập đế, gọi là chánh kiến hiểu tập đế. Rồi chánh kiến hiểu như thế nào là khổ đế. À, khổ đế là sao? Cái cảm giác đau đớn ở trong thân, trong tâm, thì mình chỉ biết đó là cảm giác, thì đây là chánh kiến. Là cảm thọ nó chỉ là cảm thọ thôi, nó chỉ là pháp hữu vi, nó không phải là tôi, không phải là ta. Nhưng mà do nơi cái sự tu tập của mình nó chưa đến một cái mức độ để mình hiểu được cái điều đó, nên thì mình đồng hóa mình với lại cái cảm thọ đó. Nên là thử ra cái gì mà nó gây ra cái cảm thọ khổ là mình chịu không nổi. À, cái gì mà nó gây ra cái cảm thọ lạc là mình thích thú. À, mình duyên theo liền, mình chụp liền, mình nắm liền. À, một cái là phản ứng, một cái là nắm giữ. Là như vậy thì một cái phản ứng, một cái nắm giữ thì cái đó gọi là tham sân si. À, mà có chánh kiến hiểu được nó là tham sân si. À, mà chỉ là tham sân si thôi. Đó. Cái gì phải tu tập rất là mất là nhiều thời gian cái gì mới hiểu được chứ đâu có phải tu ngày bữa mà hiểu được à. Mà hãy có chánh kiến thì thường thường là có chánh tư duy. Chánh tư duy là một cái sự suy nghĩ không có sân hận, không có hãm hại, không có tham dục. Mà bây giờ có chánh kiến thì bây giờ có chánh tư duy lắm. Hầu như hai đứa này nó đi cặp với nhau thì phải. À, nếu mà có chánh kiến thì cái sự suy nghĩ của mình rất là tốt. À, chánh kiến là thấy đúng, chánh tư duy là suy nghĩ đúng. À, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Như hôm qua thì vừa giải thích đó, chánh ngữ là cái gì? Không có nói bậy bạ, không có nói chia rẽ, không có nói nhảm nhí. Cái người tu hành biết ăn làm sao, biết nói làm sao đúng thời điểm thì cái này được gọi là có chánh ngữ. Bà đâu nói đó, bà đâu nói đó thì cái đó không có chánh ngữ. Đúng cái gì cũng nói hết mà không biết mình nói cái gì. Gây ồn ào náo loạn. Thì cái này có gì tu chỉ là có cái hình thức thôi mà không có chánh ngữ, không có giới. Rồi chánh nghiệp là chánh nghiệp là thân của chúng ta là không được tránh đi ba cái chuyện mà sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Tránh đi ba cái đó. Còn chánh mạng nữa. Chánh mạng có nghĩa là họ có đôi khi họ cái người bình thường họ phạm vừa chánh nghiệp họ hơi vừa phạm chánh mạng luôn. Chẳng hạn như họ nói láo. Họ nói láo thì họ quảng cáo cái hàng này hàng tốt, hàng đồ đó, họ mua bán lấy cái tiền đó. Họ nuôi mạng sống. Gọi là vừa phạm chánh nghiệp mà phạm chánh mạng luôn. Thành thử ra chánh mạng mà nói tới cái người mà những người cư sĩ là nói tới những cái nghề kinh doanh mua bán á, là nuôi sống á. Thì nói về cái phần mà cư sĩ đó, chứ tu sĩ thì không làm mấy cái đó. Cư sĩ thì không có nuôi, không có là mua bán thuốc độc này đó, rồi súng đạn đó, rồi giết mổ rồi đó, rồi nấu rượu đó, mấy cái nghề đó. Bán lấy cái tiền đó mà nuôi mạng thì gọi là chánh mạng, tà mạng. Người mà cư sĩ mà có tu hành không có làm mấy cái nghề đó, có giữ giới không làm mấy cái nghề đó. Còn nếu mà tu sĩ thì phải càng không đụng tới nữa. Tu sĩ mà tu tập mà không hiểu đâu rõ ràng là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là bởi vì đâu biết đường đâu tu. Làm sao mà bởi vì có giới định tệ. Mà cái chuyện tu tập giải thoát đến Niết Bàn thì nó phải có giới định tệ. Thấy chưa? Nó đi dạng như là nó đi theo, nó có liên quan nhau hết trơn á. Nên thử ra bát chánh đạo là con đường, mà con đường đi tới Niết Bàn. Trong đó có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Mà chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thì sẽ giảng phải 3 ngày mới hết.
Nếu mà cái sở hữu giới phần á, mà giảng ngày đúng phải giảng tới 3 ngày mới hết. Rồi chánh niệm thì thấy rồi đó, chánh niệm là luôn luôn là chúng ta ghi nhận thân, thọ, tâm, pháp, luôn luôn là hay biết cái gì nó diễn ra, hay biết. Khi mà mình luôn luôn mình hay biết vậy là một cái này nó đi lên là có nhiều cái khác nó đi theo cùng chánh niệm nó lên. Mà mất chánh niệm là mất tất cả. Mất chánh niệm là mất tất cả. Mà có chánh niệm rồi sẽ có tất cả. Khi mà chánh niệm liên tục thì trong đó nó sẽ có chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn là nó phải đồng sanh trong chánh niệm á. Nó sanh với là chánh niệm, nó sanh trong cái tâm thiện nó là phải có chánh tinh tấn. Vì thế không? Tầm tứ tấn giải cần hỷ dục có phải là nó nằm trong sở hữu biệt cảnh không? Thì một cái tâm thiện sanh lên thì cái nhóm này nó đi với lại tâm thiện nữa, thì có phải là khi mà nó có chánh niệm thì nó chánh tinh tấn nó cùng sanh theo không? Như vậy thì hãy có chánh niệm thì có tất cả mọi thứ, từ từ nó tùy theo từng cái. Quý vị có chánh niệm là quý vị cũng có luôn niềm tin. Niềm tin là một cái sự hướng đến hiểu nhân quả, hiểu đâu là cái phương pháp hành. Gọi là niềm tin đó, là gọi là chánh tín đó. Mà mất chánh niệm thì thằng này mất luôn, không có luôn. Vì thế chánh niệm rất là quan trọng, nên thử ra chúng ta tu tập hoài, liên tiếp làm cho cái chánh niệm nó mạnh lên. Nó mạnh lên hoài thì thét bắt đầu mấy người kia sanh theo luôn, cuối cùng ngũ quyền nó sanh theo luôn. Tính quyền, niệm quyền, niệm quyền là nó đó. Tính quyền, niệm quyền, định quyền, rồi tấn quyền, tệ quyền, toàn là những cái pháp thiện không à, toàn là những cái pháp, những cái phẩm chất tốt không à. Thì những cái này nó sanh lên nhiều như vậy đó, thì cái sự tu tập như vậy nó hiệu quả. Còn nếu mà mình mơ màng mình không có hiểu cái phương pháp, không hiểu cái đường lối, không hiểu cái cách tu tập, không hiểu cách thức đi là thôi thua. Thua. Đây, thêm một cái câu chuyện nữa, hành thiền quán mà nó rơi vào không phải là thiền quán, mà hành bị sai, nó đi qua cái khác. Tạm thời sư không có nói cái người hành giả này, nhưng mà họ trình với sư, họ nói rằng là thầy cô tu nữ này là cũng lớn tuổi rồi, cô hành một cái phương pháp thiền quán. Nhưng mà không biết sao cô rơi vô không phải là thiền quán, mà cô rơi vô một cái tình trạng là hình như là nó gần như là thiền định. Thì cô nói rằng là cô chỉ thấy cái hơi nóng đó, cái hơi nó tỏa lên từ trong cái bụng của cô, nó tỏa ra rồi nó tỏa lên trên chỗ cái trên Đức Phật á. Cô nói vậy đó. Rồi sư hỏi cô là có đi tới trình pháp là những cái người hướng dẫn không? Cô nói có, đi tới đó cho cái cô thông dịch đó. Thì cô thông dịch đã nói cổ là biết được tứ đại, là sẽ biết sẽ nói tiêu rồi, không được, không biết được. Làm sao mà biết được tứ đại? Đâu có phải dễ biết được tứ đại. Cái sư bắt đầu sư mới hỏi, tôi nói đâu, nếu như cô biết được tứ đại thì cô giải thích cho con cho sư nghe đi, như thế nào gọi là đất, như thế nào gọi là lực, là nước đi, cô nói đi. Cái lúc đó cô nói rằng là con đang ngồi bắt đầu tiện hai cái giòi nước ở trong người của nó phun ra, trời mô Phật, cái đó mà tứ đại. Tứ đại thì nó có đất, nước, lửa, gió. Đây là cái bản thể pháp không thể biết được với người bình thường. Mà người ta phân tích ở trên đó, trên kinh đó, là cái tứ đại là đất, nước, lửa, gió. Biết không? Nhưng mà bởi vì có tin rằng cái này nó cũng có đất, nước, lửa, gió nè, thì bởi vì hiểu không? Trong này nó cũng có nước nữa nè. Có hiểu cái vấn đề đó không? Bởi vì là sao hiểu được? Đó, thấy không? Mà cô nói rằng là hai cái giòi nước nó phun từ người cô nó phun ra đó là nước. Nó không phải. Đó là cái sự tưởng tượng. Cái đó là không đúng. Thì sư mới khuyên cô đừng có phân tích cái đó, cô phân tích nổi đâu. Đừng, bây giờ cô cứ niệm, cô niệm bây giờ cô lớn tuổi rồi, cô hành tứ niệm xứ đi nó dễ hơn. Cô luôn luôn cô sống như là tứ niệm xứ là bốn cái đề mục thân thọ tâm pháp. Khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, cô sống miệt mài, sống nhiệt tình với bốn niệm xứ này. Là trước khi cô sắp sửa cô chết là cô cũng hành thiền tứ niệm xứ luôn. Rồi cô chết nếu mà cô chưa đầy đủ duyên lành đắc đạo quả là tự động cô đi lên. Đã nhờ cái phương pháp đúng này mà đưa cô lên, cô không có rơi xuống bốn đường ác đạo. Chứ còn cứ ngồi đó mà cái cô cứ quan tưởng, cô cứ nghĩ tới cái này, nghĩ tới cái kia, à lúc thì nghĩ từng cái luồng khói nó bay lên, à lúc thì nghĩ từ hai cái giọt nước ở trong người mình nó xịt ra, à trời ơi, hành cái đó là chết luôn á. Sẽ nói sơ cái này nè, đất của chân đế đó không phải là đất sét, không phải là đất bùn, không phải là đất đất ruộng, mà cái đất đó là cái bản chất của nó là cứng hay là mềm, là gọi là đất. Nước của chân đế mình không có rờ được. Cái này nó có nước ở trong đó nè.
Nước là một cái chất quến tụ, một cái chất chảy ra, một cái chất làm cho không có tan rã. Đó gọi là nước của chân đế đó. Cái nước đó mình đâu có đụng được. Thứ đó gọi là nước. Đất nước, lửa, lửa là nóng và lạnh. Thì khi mình nghĩ lửa là nóng, nhưng mà lửa nó là nóng và lạnh, lửa chân đế đó. Rồi gió là sự di động, mà trong đó có sự căng phồng nữa là gió. Như là bốn cái yếu tố này, đất nước lửa gió, trong sắc pháp nào cũng đều có hết, dù đó là một hạt bụi cũng vẫn có đầy đủ. Nó còn thêm bốn cái nữa là gọi là gộp chung nó là tám sắc bất ly, không bao tách rời được. Cái đó sự không nói nữa, sẽ nói tới đó thôi. Nên thử rằng quý vị đừng có bao giờ mà ngồi đó mà phân tích tứ đại không nổi đâu, bỏ đi. Bỏ đi, ta phân tích trên kinh sách nè. Bây giờ tóm lại là hơi thở biết, âm thanh biết, tâm suy nghĩ biết, cảm giác biết, sống cho hết cả cuộc đời này là an toàn. Nên nhớ kỹ phải biết cái điều đó. Mày đi quên đi cái đồng hồ nữa. Để cho chúng ta mà có được cái con đường mà tu tập, quý vị biết không, rất là khó vô cùng. Trong một cái chuỗi sống luân hồi như thế này, chúng ta đi đâu mà chúng ta gặp? Chúng ta đi đâu mà chúng ta gặp được bác lãnh đạo? Đâu có phải dễ quý vị. Mù tịt, xa xuôi, xa vời. Mình sanh trong một cái gia đình mà mua bán, bán gà, bán heo, mình theo cha, theo mẹ mình. Mình bán gà, bán heo. Mình sanh ra trong một cái chỗ mà mình không có phước, mình sanh một cái chỗ mà đồng bằng sông Cửu Long, mà cha của mình sanh mình ra ở mấy cái chòi lá đó. Cả cái nghề này bắt ốc, mò trai, bắt cua, bắt đồ thì mình cũng theo cái nghề đó luôn. Bác chánh đạo đối với mình là cái chuyện thất ở trên trời, sao mà biết được. Mình sống cả những cái chuỗi ngày theo cái nghiệp của mình vậy đó, khó có thể mà mình chạm được tới cái này lắm. Cái này là cái sự giác ngộ của bậc thánh mà mình mà bây giờ mình nghe được bác chánh đạo đâu có phải là dễ cái gì. Nghe là không phải là dễ mà thực hành còn khó hơn nữa. Mà thực hành để được thành tựu nữa là cái chuyện nó còn ghê gớm hơn nữa. Nên mà sống trọn vẹn như lại tứ niệm xứ đó. Quý vị là phải có ba la mật dữ lắm đó. Không phải đơn giản đâu. Quý vị mà không có đầy đủ ba la mật hơn, quý vị sống không sống với hình thức không à. Không có sống với tứ niệm xứ. Sống ở trong chùa rồi đi qua đi lại đi tới đi lui cho qua ngày, đi lễ đi lọc kiếm cơm ăn rồi đó. Rồi cho nó qua ngày đoạn tháng thôi nha. Đâu có sống với tứ niệm xứ thì làm sao mà nó giác ngộ được, làm sao mà nó phát sinh trí tuệ được. Mà sống với tứ niệm là phải mở mắt ra là sống trong những ngày đó, những cái tới khi mà hơi thở chấm dứt mới thôi. Thì nếu mà sống như vậy là phải tập trước và nó mất hoài. Những cái năm đầu tiên tập nó mất biết tập không được, tập nó mất, nhưng mà đừng có bất mãn. Bởi vì cũng phải có một cái sự quyết định. Bởi vì phải nhớ kỹ rằng là người ta làm được thì mình phải làm được. Và bởi vì cũng phải tư duy cho đúng là người, những cái người mà trở thành thánh á, thì những cái người này á, ngày xưa họ cũng là phàm. Nhưng mà tu tập họ chuyển thành thánh, cắt đứt tất cả toàn bộ những cái sự phiền não, họ đến bờ giải thoát. Thì họ làm được thì mình phải làm được. Tại vì mình không có Atithana Parami, mình không có cái chí nguyện, không có cái đó. Chỉ là mình không có cái dục như ý túc. Dục như ý túc, dục nghĩa là sự mong muốn, sự mong muốn trong cái vấn đề mà tu hành hay là trong những cái vấn đề mà tạo tiện nghiệp á, mà nó thiếu cái dục như ý túc là cái tâm nó yếu lắm. Dục như ý túc là cái sự mong muốn chẳng hạn. Nhưng bây giờ mình thấy đời là khổ, xung quanh tất cả mọi người đều mình thấy họ chết bệnh đau, mình nhìn mình thấy họ thì mình cảm thấy mình không muốn nữa, mình muốn vượt qua khỏi cái đó. Có một cái người hồi sáng, có một cái người thanh niên á, thiện nam á, ông hỏi từng vấn đề này nè. Trong này bốn câu mà này sẽ giải thích ba câu rồi. Nam cư sĩ nè, nam cư sĩ tình pháp riêng nè, phân vân có nên xuất gia hay là không, vì thấy sợ ám ảnh những người già. Cái người thiện nam đó trong thường thiền của mình nè, khi mà ông xả thiền ra đó thì ông thấy những cái người mà ông quay lại, ông thấy những cái người mà già bẻ chân bẻ tay uốn éo mình mãi, ông cảm thấy bị ông sợ quá. Ông thấy ông kinh hãi quá, ông nói trời, thấy người này già vậy, rồi đây mai mốt mình cũng già cũng cỡ tới chừng đó đó. Cái ông nói bây giờ cái tâm của con nó thấy mấy cái đó con sợ quá rồi sao sư. Thấy con nghĩ rằng là cái đường tương lai là con sẽ đến như vậy đó. Con thấy mấy người già hành thiền mà xả ra mà tay chân nó mỏi quá đi, éo qua éo lại, để tới để lui,
họ làm đủ trò cho nó bớt khổ. Con thấy sao con ngán quá. Con tốt con hơi hộp mà biết không có cách nào không. Thì họ ông hỏi cái đó là cái tâm gì. Thì cái đó cái tâm của mình là nó dạng là tâm sân đó, biết không. À, nhưng mà cũng có nhiều cái, có một cái bài kinh mà sư coi á, thì Đức Phật nói là có những cái thọ ưu mà mình nên thân cận, và cũng có những cái thọ ưu mình nên tránh. Cái thọ ưu là đi với tâm sân đó quý vị. À, cái thọ ưu á, mình nên thân cận là do nó cái thọ ưu đó mà mình nó làm cho cái đời sống tu tập của mình nó phát triển. À, chẳng hạn bây giờ thì mình thấy mình chán mấy người già, mấy người bệnh, bắt đầu mình cảm thấy cái tâm mình nó sợ hãi lo lắng, thì đó là tâm sân, cái thọ ưu. Nhưng mà do nó thấy vậy đó, bắt đầu tự nó bộc phát cái hướng tu tập. À, nó không muốn, à, nó phản cái tâm, nó phản kháng với cái hoàn cảnh đó, bắt đầu nó muốn tìm cái hướng khác đó. Thì cái tâm sân này gọi là tâm bất thiện mà nó trợ duyên cho thiện, thấy chưa. Cái tâm sân là tâm bất thiện mà nó trợ duyên cho thiện, bắt đầu nó làm cho mình có một cái hướng tu tập. Cũng như Đức Bồ Tát là trước khi mà Đức Phật Thích Ca mà chưa có thành đạo đó, thì Ngài thấy cái hình ảnh của người già, thấy cái hình ảnh của người bệnh, thấy cái hình ảnh của người chết, xong rồi họ cảm thấy khắc khỏi, nó không muốn nữa. À, thấy sanh lão bệnh tử là khổ, cái tâm nó phản ứng, nó muốn nó bắt đầu mới rẽ một cái hướng khác, à, tìm những cách tu tập giải thoát. Cũng như ví dụ bây giờ quý vị làm một cái chuyện bất thiện nào đó, thì quý vị ngồi lại tự động quý vị cảm thấy rất là hối hận, ha, cái tâm nó rất là hối tiếc. Ở tâm hối tiếc đó là cái bản chất của nó là tâm bất thiện, là sân. À, nhưng mà cũng nhờ sự hối tiếc này á, rồi mình sẽ không muốn làm điều ác nữa. À, cũng nhờ sự hối hận này, bởi vì người ta làm những cái điều ác thì ta hối hận, người ta mới chuyển thiện chứ, đúng không. Mà bây giờ nói cái bản chất của nó thiện hay là bất thiện, thì bản chất của nó là bất thiện. À, nhưng mà cũng từ cái bản chất bất thiện này, à, cảm thấy rằng là nó nuối tiếc hối hận, à, rồi nó cảm nhận được cái điều đó là không tốt, về sau nó không làm nữa. Thì cái hoàn cảnh, cái trường hợp này, bất thiện nó trợ duyên cho thiện. À, để cho quý vị được có cái điều này hiểu, quý vị phải có kiến thức, có kiến thức và hiểu biết, không phải đơn giản, không phải đơn giản. Thì cái người đó họ hỏi thêm với sư là có nên bây giờ họ muốn xuất gia, họ nói rằng là họ thấy được cái hoàn cảnh gia đình và những cái nọ, cảm thấy nó bận biểu. Cái này cũng là một cái dạng ba la mật, phải không? Tại sao mình là một người thanh niên bình thường thì sao mình không lớn lên được gia đình, là mình đi làm nghề nghiệp, mình làm công nhân, hay là mình mua bán mua đồ, rồi bắt đầu mình làm công ăn việc làm của mình, rồi bắt đầu mình lấy vợ, mình sinh con đẻ cái, mà tự nhiên cái tâm mình nó nghĩ ra cái chuyện khác. Thì cái đây là cái ba la mật đó. À, nó xui khướng cho mình phải đi ngược dòng nước. À, ba la mật là những cái công hạnh tu tập nhiều đời nhiều kiếp đó, nó trợ duyên á, trợ duyên đó, nó đưa đẩy cho mình, tự nhiên mình nghĩ khác hơn người bình thường. Tại vì xưa là sư sanh trong một vùng ngoại đạo, một vùng không biết đạo đó, mà do nơi cái ba la mật của mình nó có xui khiến mình sống không phải là người bình thường nữa. Mình ưa nghĩ những cái chuyện mình nó trái với người khác lắm. Người ta nghĩ cái chuyện xui thì mình cứ nghĩ chuyện ngược không à. Thử ra bắt đầu từ cái chỗ đó là mình không có làm ăn gì hết trơn á, mà muốn lập gia đình thì nó cũng cứ bể duyên hoài. Thử ra nó mới xui khiến mình trở thành một người tu là cái ba la mật. Hãy mà quen cái người nào, lúc ở ngoài đời quen người nào á, phải yêu đương thì không sao hết, mà nghĩ tới chuyện hôn nhân gia đình thì nó gãy gánh nè. À, yêu đương thì không sao, mà nghĩ tới bắt đầu chuyện lập gia đình là nó gãy gánh. Mà không chuyện này xảy ra thì cũng chuyện khác xảy ra. Cuối cùng cho cái năm cuối cùng mà đi tu là còn 5 tháng nữa làm đám cưới cũng gãy luôn, là đi tu luôn. Như vậy thì cái ba la mật rất là lớn. Còn nếu không bây giờ hơn mình sanh con đẻ cái, trời không biết bao nhiêu chịu phiền não mà nói á. Nó dây mơ rễ má, nó lo cho vợ, lo cho con, đưa nó đi học, là rước nó về, đủ thứ chuyện nó đợi đó. Thời gian đâu nữa rồi tu. Nó rất là khó. Hỏi cái người mà đi tu mà lỡ có gia đình đi, rồi quý vị sẽ cảm nhận được cái điều đó. Đây cũng có một câu chuyện đó. Quý vị có muốn nghe không? Có thiệt không? Ngày mai là cái bữa pháp cuối cùng. Mà bữa mốt là cái bữa kết thúc thôi. À, cái bữa kết bữa mốt là cái bữa mà bế giảng, là cái bữa sư nói về cái đẹp dặn dò cái gì là dặn dò động viên nhắc nhở. Ngày mai là một cái buổi cuối cùng, nếu như mà ngày mai mà được thì sư sẽ thuyết về tứ nghi túc hoặc là tứ thực. Sư sẽ kể thêm nhiều cái câu chuyện liên quan đến cái đời sống nhân quả, mà sẽ chấm dứt ngày 7 tay vừa xong là ngày 8 tay sư giọt luôn đó, đặt vé xe rồi. À. Mừng quá chừng luôn đó, phải nó phải
ngơi cũng lâu lắm rồi biết không. Thì cái người này họ trình với sư là họ nói rằng là họ rất là băn khoăn, cô này cô là tu nữ nhưng mà bởi vì khi mà cô chưa tu đó thì cô thiếu một món nợ với người đó, bây giờ cái người đó chết rồi thì cô rất là lo lắng. Cô nghĩ rằng là cô không biết làm sao để giải quyết những cái sự khó khăn trong cái nội tâm này. À, khi mà mình thiếu người ta một món nợ mà chưa có trả người ta đó thì người ta đã chết mất rồi, cái tâm của mình nó cứ giống dương hoài, bây giờ không có cách nào giải quyết. Thì sư mới hỏi ngược lại cổ đó, bây giờ cô có ý, cô có cố ý giật cái món nợ đó của người ta không? Cô nói không, không thì có gì đâu phải lo, nó tại họ chết bất đắc kỳ tử mà, chứ mình có muốn họ chết đâu mà phải lo. Nhưng mà cái tâm phiền não của con người là nó vậy đó, lo lắng đủ thứ chuyện hết. Rồi lo kiểu đó là sao Tú? Đó, mấy cô này có hai chuyện lo lắm, còn thêm một chuyện nữa. Sư thấy mà sư thấy sư ớn, mày sư cũng chưa có gì hết. À, có con có đồ rồi mày thấy, cô này có con nữa, chút nữa nói chuyện đứa con cho thấy. Đó, thì cô nói bây giờ phải làm sao? Thì tôi nói rằng là bây giờ nó có cách, nhiều cách làm lắm, nhưng mà sư nói họ sáng thì cũng nói chưa đủ với cổ cách đó, nhưng mà bây giờ cô có để cô nghe luôn. À, sư nói giỏi quá, sư chỉ nói đơn giản thôi. À, sư nói là nếu mà cô không có ý mà muốn giật của người ta đó thì cô cần khỏi cần phải lo gì hết. À, sư nói thêm nữa, sư nói nếu mà người đã chết rồi đó, nếu mà cô muốn quan hỷ đó thì cái tiền đó mà còn lại thì cô làm trai tăng. Đó, chẳng hạn bây giờ ví dụ là ở văn phòng của mình này đó, là một cái chỗ để mình đăng ký làm thiện pháp, thì cô lên đó cô cúng 1 triệu 2 triệu tùy theo cái khả năng của mình, rồi cô làm trai tăng hồi hướng cho phước cho người đó là sống. Đó, thấy không, có gì đâu khó. À, bây giờ mình thiếu nợ họ, họ chết rồi thì lâu lâu mình làm để tăng cho họ, nhưng mà mình làm thì để cho có làm thì thôi, chứ thực sự là họ đi tái sanh ở đâu mình đâu có biết. À, nếu mà cái ông này mà ông có phước báo thì ông tái sanh về chư thiên đó, bây giờ mình có làm thì thôi, mình cũng cái phước bố thí đó sau này nó cũng về mình thôi chứ ông đâu có hưởng, đúng không? Còn nếu mà ông sanh vô, ông có phước ông sanh cho một cái gia đình mà làm người đây, cha mẹ ông giàu có quá. À, thì ông ở trong đó ông ăn sung mặc sướng, ông được cha mẹ mới và ông lo cho ông, thì bây giờ mình làm phước kẻ tăng cũng không đâu có được hưởng đâu, nên thì cái phước đó nó không chạy về mình nữa. À, rồi bây giờ nếu mà ông thiếu phước để ông sanh vô ông làm đứa ăn mày, là ông là cái con của cái bà bán giấy số mua dây chai giúp đức đi, thì ông ở đó ông chịu quả khổ của ông thôi, chứ cái phước mình hồi ông đâu tới đâu. À, cái đây là một cái bài kinh mà Đức Phật trả lời cho một cái người cư sĩ về cái vấn đề mà mình làm thiện phước báo đó nó có tới những cái đối tượng nhận hay không đó. À, hoặc là bây giờ chịu ông mà ông ăn ở ác, ông không có tu, ông không có giữ giới, ông sau khi ông chết ông rớt xuống địa ngục, ông ở đó ông phải chịu quả khổ, thì cái phước báo mình làm hồi hướng chậm nó cũng đâu tới đâu, thì cái đó cuối cùng nó cũng chạy về mình. Nó có nhiều hướng lắm, nhưng mà chỉ có ngạ quỷ thôi là mới nhận được, một loại ngạ quỷ thôi. Nói cho những vị nhà vị mới biết, có rất là nhiều loại ngạ quỷ nhưng mà chỉ có một loại ngạ quỷ thôi. Tên Bali của nó là Bá Rá Rá Tú Bá Chi Quý Cá. Con ngạ quỷ này nó đói khát nhiều đời nhiều kiếp lắm, nhưng mà nó chỉ hưởng được cái phước báo khi con người làm phước trai tăng, chú nguyện hồi hướng phước đến cho nó, thì nó nhận được cái phước báo đó, thì nó sẽ chuyển kiếp từ kiếp ngạ quỷ trở thành chư thiên. Mà với điều kiện khi mà mình làm là nó phải có mặt ở đó, nó quan hỷ theo cái phước báo đó thì nó mới chuyển kiếp được. Thì cái chuyện mình làm phước trai tăng nó chỉ có một loại để nhận thôi, là đó đó. Mà toàn bộ còn những người lại rất là khó nhận. Bây giờ đuổi chó đi đi, đừng để đứng dơ quá, cho nó ra ngoài đi. Dơ quá ở đâu mà vô dơ quá, cho nó ra ngoài, cho nó ra ngoài. Ngày xưa ở Phước Sơn không có con chó con mèo nào hết trơn, không bao giờ có luôn. Ở đâu mà bây giờ không biết dữ gì không biết nữa. Ngày xưa không bao giờ có. Không có. Thì cái câu cái giới thứ hai tiếp theo của cô đó đó, cô nên nhớ nha, bây giờ cô cứ làm trong khả năng của cô thôi. Ví dụ cô có tiền lâu lâu cái cô làm cho tăng rồi hồi hướng phước cho người đó rồi xong, nhận không đó là chuyện của họ, mà mình không có lỗi làm gì hết trơn trong cái chuyện này hết trơn á. Rồi cái chuyện thứ hai là cô có một đứa con mà hiện giờ cũng xuất gia ở trong chùa này luôn, mà cái chú đó là mới có 14 tuổi thôi. Bởi vì thấy cái khó khăn của cái người mà có gia đình không, rồi là chú đó không muốn xuất gia nha, do bà ngoại kêu xuất gia là chỉ xuất gia thôi. Chứ không có muốn tu, không biết tu. Bây giờ vẫn còn đi học, mà cả ngày là cứ chơi game không. Cũng buồn phiền, cũng lo lắng, cũng không biết trời nó bị hư rồi sao này kia nọ. Rồi cô rất là lo lắng, vì theo cái cô này bây giờ cái tâm của tôi luôn là phiền não không mà sao tu.
đó. Ủa con đang tham gia khóa thiền đây này mà cái kiểu này sao mà tu? Đó, cái đó tu hú thì có, tu mà để hú á, à, chứ tu thiệt không có, à, khó, rất là khó tu. Chứ cái tâm mà nó lo lắng nhiều thứ như vậy toàn là phiền não không à. Nghĩ tới cái chuyện của mình băn khoăn ở trước kia, rồi nghĩ tới cái chuyện mà bây giờ mình lo cho cái đứa con, bây giờ nó trở thành ông sư mà nó không có ý thức được, nó còn nhỏ quá, nó mới có 14 tuổi, nó ăn no, nó chơi game không, rồi mà không biết cái chuyện tương lai cuộc đời của nó như thế nào, nó hư hỏng, nó ra ngoài trường nó học, rồi nó bề bạn, rồi nó tầm 3, tầm 7, rồi bây giờ sao? Cô hỏi bây giờ làm cách nào? Thì sư nói là cô cứ làm hết khả năng của người mẹ đi, mà cái chuyện được hay không á, là cái chuyện cô phải chấp nhận. Cô không có làm khác đi được, mà quan trọng nhất là cô tu, cô giữ cái tâm cô trước, cô làm hết bổn phận. Vì thấy không, cả một cái đống phiền não từ ngoài mà đem vô trong chùa luôn, vẫn không giải quyết được. Vô tới tận tới cổng chùa rồi đó mà nó còn ở trong đây luôn, tôi giải quyết không được. Thấy nó là lo, thấy nó là lo, thấy nó bấm game là lo, không biết nó chơi cái gì trong đó nữa. Thấy chưa, thấy nó bấm game đã lo rồi mà không biết nó chơi cái gì trong đó nữa, càng lo nữa, thì phiền não gì sao tôi. Thì giờ quý vị thấy cái chuyện mỗi cái con chưa? Có gia đình chưa? Cái người mà đi tu á, mà xuất gia mà không có gia đình á, thì cắt đứt một nửa, một phân nửa một cái vấn đề mà dây mơ rễ má, mà đem lại cho mình rất là nhiều cái chuyện phiền não, vợ con, gia đình. Có nhiều người tu vô đây tu này có rồi, chẳng phải đây là cách đây là lâu rồi. Sư tu ở gần bên cái cốc của công đó đó, ông cũng tu là lúc đó làm sai gì, mà sư thì lúc đó cũng là giới tử thôi, thì sẽ thấy ủa cái bà này sao có đi vô tới cấp của ông này hoài à, thì sẽ tìm hiểu ra, thì nó cái tôi hỏi bà đó là ai vậy, cái ông nói cái bà đó là bà bạn, cái tôi nghĩ trong tâm tôi nói, bạn đi rồi thấy nó kéo ông ra thì mà ông thấy ở đó mà bạn, tại thấy cái đi ra đi vô đem đồ ăn cho ông hoài, y chang như lời tôi nói, mà lúc đó tôi giới tử rồi tôi biết cái chuyện đó rồi, khoảng chừng 3 tháng sau nữa xả y à. Đi theo bà bạn đó, bà bạn đó, đi theo ra ngoài đó ở cho 10 năm, đầu cuối cùng cái đầu khổ quá chịu không nổi, cái quằn với lại xuất gia. Hồi bữa tôi gặp ông tới bà bạn đâu rồi, cái ông cười mất cỡ ông đi luôn. Tôi nói ủa sao đi ra thì có bà bạn, mình đi vô không có bà bạn đâu. Thì ông thấy mất cỡ ông đi luôn, mà chỉ có mình tôi với ông đã biết thôi, mà ai biết trơn á. Tôi cũng giữ bí mật biết không, mà bây giờ cả làng biết rồi. Nhưng mà đâu có ai biết ổng đâu, là ổng nào đâu à. Đó, nên thành thử ra khi mà mình đã tu rồi đó, mà mình còn qua lại với lại người nhà, mà nhất là cái người vợ cũ đó, bây giờ coi chừng. Coi chừng, ở đây cũng có rồi. Tôi nói ở đây là tôi nói về pháp thôi, tôi không nói về ai trơn á. Tôi nói về tâm ái biết không, tôi nói về tâm ái, tâm phiền não. Bởi vì đừng nghĩ rằng tôi nói về người, tôi nói về tâm ái nó dẫn đi á. Vô trong đây xuất gia ở một thời gian tu lâu rồi, cũng là bà bạn tới nữa đó, tới thăm ba tâm lại tâm tới tâm lui, rồi bắt đầu lo lắng chăm sóc, rồi cuối cùng cái quần tục đi ra ngoài kia cất một cái nhà tranh ở 2 trái tim vàng ở, biết làm gì không, đi trồng rau ăn. Vậy thấy tâm ái nó dẫn đi không, có sung sướng gì đâu. Tôi qua tôi thăm tôi chơi tôi thấy trồng rau đó, trồng rau ăn, rồi ăn cái gì toàn là cá khô mì gói không à, đó, có gì đâu ăn. Đó, cuối cùng khoảng chừng 2 năm sau tự tâm ái cảm thấy chán chường mệt mỏi, cái hai vợ chồng dẫn nhau vô chùa xuất gia. Người làm ông sư, bà làm tu nữ. Vì tâm ái nó quằn chết luôn, phiền não nó quằn chết luôn. Nhưng mà cũng nhờ là cái đoạn sau này tu được, mà bây giờ bà đó cũng chết rồi. Quý vị đừng có tưởng đâu là phiền não là nó bỏ của chừng đó, phải hiểu được như thế nào là khổ đế, phải hiểu được như thế nào là cái nguyên nhân đó, con đường nó đưa đến khổ đế, phải gì phải hiểu cái đó cho bằng được thì bây giờ mới tu được. Bởi vì không hiểu gì một chút nào khổ đế hết là bây giờ không bao giờ tu được. Thí dụ thân thể của vị mẹ khỏe mạnh, bởi vì có tiền, đâu bởi vì đẹp, thì bởi vì có biết rằng cái này là khổ đế không? Thì đâu có biết đâu, thì đâu có hiểu đâu, thì không có hiểu đó sao tu được. Nhưng một lúc nào đó những cái này nó qua đi, nó còn nằm đó một cái đốc sắc dụng, thì lúc này mới hiểu hơi khổ đế nè. Hiểu này hiểu muộn rồi đâu tu được nữa à. Tới chừng khi mà hiểu là không tu được nữa rồi. Khi nó còn là một đống sắc dụng á, là không tu được nữa rồi. Khi mà có người ta tu tập với một cái thời điểm mà trẻ trung á,
thì nếu mà tu được là dễ tu nhất. Tầm cái tuổi khoảng chừng mà 20 cho tới 40 đó, trời, cái tuổi đó mình đi tu là nhanh hiểu lắm. Cơ thể nó vẫn còn cường tráng, phải không? Mà cái ngộ một cái là cái tuổi này không tu, nó còn sung sức quá, nó đi chỗ khác không à, nó không có tu đó, nó tìm dục lạc. Cái tuổi mà nó còn sung sức quá, nó đi mèo mỡ đó, sao mà tu, khó tu lắm. Khi nào mà có đôi khi nó bị sự cố gì, nó già lũ hủ rồi mới nghĩ tới cái chuyện tu hành. Còn thôi, tôi thấy rất là nhiều người tôi đi vô đi tu, bây giờ tính ra cũng phải là mấy chục người hoàn tục á, xả y á, chứ không phải giỡn đâu. 20 mấy năm, một số trong đó có một số người chết, có một số người trở lại chùa. Đa số là những người đó ra đời chẳng ra gì hết trơn á, chẳng ra gì hết trơn. Vì vậy phải cẩn thận. Bây giờ quý vị hiểu như thế nào là khổ đế nè, hiểu như thế nào là cái nguyên nhân nó dẫn đến khổ đế nè, hiểu như thế nào là con đường tu tập nè, hướng đến niết bàn, tìm một cái nơi cứu cánh tối thượng, chỉ có đi theo đường lối mà Đức Phật đi thôi. Nếu mà quý vị có một nhiệt quyết, có ba la mật mạnh, có sự quyết tâm, có dục như ý túc là quý vị sẽ đi tới cùng. Trải qua biết bao nhiêu chuyện thăng trầm của cuộc sống mà bây giờ vẫn giữ y được, vẫn còn hoan hỷ những cái lời Phật dạy, còn hiểu được cái giá trị của pháp hành, thì đây là cái ba la mật của quý vị nó giữ lắm, giữ lắm. Còn không thôi hơn là quý vị sẽ xuôi theo, quý vị sẽ ngã theo, ngã theo tám ngọn gió đời, quý vị sẽ ngã theo, quật tới đâu là ngã tới đó, quật tới đâu là ngã tới đó, chịu không nổi. Còn không là cũng bị tê tua. Nếu mà sống với một cái hình thức của một tu sĩ, không biết đó là một vị sư hay là một tu nữ, nếu mà quý vị thiếu đi những cái phương pháp, những cái công thức pháp học với pháp hành, thì đời sống của quý vị không còn ý nghĩa nữa. Tuy rằng là quý vị còn sống mà không còn ý nghĩa nữa. Tại sao sống tham sân si không à? Tuy rằng là có hình thức đó, không có ý nghĩa nữa. Nhưng mà hình thức này nó có ý nghĩa là nó đi đôi với cái sự tu tập, thì nó mới trở nên ý nghĩa. Xuất gia cả hai luôn, cả vừa hình thức và vừa tâm linh luôn. Còn nếu mà mình chỉ hình thức, mình xuất gia gì hình thức không á, mà tâm linh mình không được phát triển á, thì mình cũng không thua kém gì một người không tu hết trơn á, thì chán luôn. Tâm cũng buồn thương giận ghét, cũng cầu danh cầu lợi, cũng háo danh háo lợi này kia nọ, cũng tham cái này thích cái kia, cũng sân hận với người này người khác, tại vì mình đâu có tu đâu. Mà không tu á thì nó không phát triển được chánh niệm với trí tuệ. Thôi, bài pháp hết giờ rồi, sao xin dừng đây.